bà Đinh Thị Thanh cùng các bà, các chị làng Hạ Mỗ, xã Hạ Mỗ đang nấu cháo xe. Tưởng chừng như đơn giản nhưng vẫn có những bí quyết gia truyền riêng. Cháo này nó khác với cái cháo khác ấy, thì người ta cái kia chỉ là cái gạo, hạt gạo người ta ninh ra nó nở bung. Nhưng cái này thì mình phải ngâm qua một thời gian 7 đến 8 tiếng, xong bắt đầu mình nghiền ra bột nước, mình lại lọc, chắt lọc cho làm sao nó khô. Thì bắt đầu mình lại cho nước nóng vào, mình nhạo cho cái độ, bao giờ cái xe này cái bột nó dẻo thì mình đem xe như này. Các công đoạn chế biến như thế này để chuẩn bị cho nồi cháo xe Hạ Mỗ lớn nhất Việt Nam. Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 này, 16 người dân của làng sẽ nấu nồi cháo với dung tích 1.500 lít phục vụ cho 3.000 suất cháo tại hội thi ẩm thực nằm trong chuỗi sự kiện Festival Nông sản Văn hóa ẩm thực Du lịch huyện Đan Phượng. Làng tôi đã có cái cháo xe này để chúng tôi trưng bày cho tất cả du khách thập phương đến để thưởng thức tay nghề của chúng tôi như thế nào. Cho nên là chúng tôi mong muốn đến ngày ý lắm. Sợi bột gạo tẻ dẻo, trong lõi sần sật, dịu hòa cùng với vị ngọt thơm của thịt, vị béo vừa đủ của nước ninh xương. Phần thịt ở xương bung ra, tất cả quyện vào nhau, tạo thành một món ăn độc đáo, hấp dẫn ngon miệng của vùng quê giàu truyền thống văn hóa ẩm thực độc đáo này.